Hôm nay mình sẽ đăng nhập vào những tài khoản Blockfoot của fan mình trong vòng 25 tiếng. Và mình sẽ đánh giá những con ad này trên thang điểm từ 1 tới 10. Và thật sự nói mình đã nhận được một số ad cũng khá là ngon, từ những ad cà chai cho tới những ad có giá trị 15 củ trong Blockfoot. Và đừng quên là các bạn có thể sử dụng ad tổng với 4 với 145 cái phần bình luận nha. Thì đầu tiên mình sẽ đánh giá con ad của bạn Long Long. Ad có giá bằng 3 cục sô-cô-la. 3 cục sô-cô-la. Ôi avatar hình trái kitsune màu vàng nè. Anh nghĩ ad này xịn đó, để vô coi thử nha. Let's go. Ôi vãi cái trưởng. Nhìn cái đầu kitsune tưởng là kitsune, ai ngờ là anh chàng cơ bắp sáu múi. Con soi xuất hiện luôn kìa. Mày xui rồi, anh mới vô mà tự nhiên mày xuất hiện. Ấy, ad này có trái Blizzard luôn nè, hiếm lắm á nha. Ôi ghê rồi, cây sa đi chém nhìn đẹp chứ vậy. Wow. Được rồi, tới anh. Mày. À, tuy nhiên thì ad của bạn này chỉ có 122k belly. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ review kho đồ của ad của bạn này nha. Mình nghĩ ít tiền vậy thì sẽ ui. Ai, đừng đánh giá một ad qua vẻ bề ngoài nha. Vãi cái trưởng, ad này nâng full kiếm. Rồi, tới phần quan trọng nhất trong tất cả mọi video nè, đó chính là kho trái quỷ. Ôi, sao có 6 trái vậy? Nhưng mà 6 trái này có khi là 6 trái xịn nha. Nè. Wow. Thì đây đúng là cái ad không ca nha. Một ad cày chay mà được như vậy thì cũng VIP rồi. Thậm chí là còn có trái Blizzard nữa, một trong những trái khá là hiếm. Ý mình là hiếm thấy ai sử dụng nha, chứ không phải là do nó hiếm. Nói là ad này mình nghĩ sẽ rơi vào khoảng 5 điểm nha, tại mình là một giám khảo khá là khó tính á. Và tiếp theo sẽ đến với con ad 100k của bạn Boga Roblox. Rồi mong là đúng mật khẩu nha. Trời ơi, nó bắt mình phải chọn 3 game nữa hả? Nhưng mà với trí thông minh của mình thì mình nghĩ sẽ là game này. Game này và game Very Shoot G18 cộng ma phải không ta. Thì nói chung là mình cũng không biết bạn này chơi game gì nữa, nên là mình sẽ đến với ngày tiếp theo luôn nha. Thì đến với ngày tiếp theo của ngày 100k của bạn dắt năm cũ. Ngày này chắc phải 5 triệu chứ sao lại 100k ta. Anh biết lý do tại sao rồi, nhìn số belly của nó kìa. Ôi xịn nữa, ạc xịn nữa, hai ạc liên tục với số belly cực kỳ cao nha các bạn. What the hell. Tuy nhiên thì như các bạn thấy đó, ad này đang có melee mới, quyết quỷ thực và đồng thời là trái kitsune. Thì như các bạn thấy đây chính là combo gọi là mạnh nhất game hiện tại rồi. Một bắn là gục. Rồi, đây là em hả? Ôi, cái trái quỷ spam nè. Kìa, anh thấy trái quỷ rồi, trái magma, holy shit. Rồi, thì bây giờ anh sẽ review ad của bạn này nha. Mình đã nói rồi, tốt gỗ hơn là tốt nước sơn nha các bạn, nên là bây giờ mình sẽ coi vật phẩm của bạn này. Không có cái gì được nâng cấp hết. Mình nghĩ là trái quỷ sẽ xịn đó. Rồi, tới phần quan trọng nhất, phần trái quỷ. Đu, 4 trái đỏ luôn. Trái dung lực có 2 trái nè, nhưng mà hơi phế nha. Tuy nhiên thì 3 trái còn lại là 3 trái siêu xịn luôn. Mình thích nhất là trái mochi á, combo khá là phê ha. Nhưng mà nói chung theo mình thấy thì cũng vẫn không ngon lắm. Ok, thì con ad 100k này mình đánh giá tầm khoảng 7 điểm nha, tại vì hiện tại đang có trái kitsune và melee mới luôn. Nói chung là cũng khá là ngon, nhưng mà cái kho trái quỷ thì không có nhiều trái cho lắm, nên là mình quyết định tặng bên này trái magma luôn nha. Quá đã. Em có full trái quỷ trừ trái kitsune. Ồ, trong kho đồ hả? Trái quỷ diễn thì có trái bao tổ luôn. Trái quỷ diễn có từ trái ma mút trở lên là có trình diễn hết. Cái gì vậy? Là em phải tầm 3 triệu luôn á. Em muốn biên biên phát không? Nếu mà em có full trái quỷ diễn diễn thì anh em mình giao lưu một cái chơi. Anh cũng có trái kitsune nè, yếu đâu. Nhảy vô. Mày chạy. Không biết nâng điểm ở đây, hình như là nâng điểm melee thì phải. Chịu nổi không vậy Phốt? Rồi, cút rồi. Cút rồi. Ghim tâm nè, kéo tâm phi phai. Rồi, chết rồi. Bye bye. Su. Và tiếp theo đó chính là con ad 500k của bạn Miniman. Tuy nhiên thì số belly lần này là 33 triệu belly nha các bạn. Ở gì đây? Ui, ba thanh niên này đang chơi chung với nhau nè. Wow, ui, trên đây quá trời người luôn kìa. Ôi, nhìn cảm động nha. What the hell, đông dữ vậy? Rồi, để anh ganh đâm thử trái quỷ cho mấy bạn này nha. Ui, trái spin luôn. Ấy, trời này. Wow. Trời ơi, này nó phải. Mày. Ủa anh tưởng nó mạnh lắm chứ. Thì cái ad 500k này mình nghe nói sẽ rất là xịn nha các bạn, bởi vì bạn này á đã dành hết 500k để nạp vô Blockfoot luôn. Để mình xem thử coi là ad này có gì trong kho đồ nha. Trời, kho đồ full kiếm nâng cấp luôn. Ôi, súng cũng được nâng cấp luôn nè. Ad này xịn nha. Rồi bây giờ mấy ad này anh nghĩ là sẽ có vô Ruby 3 nha, em tin không? Không. Vì mấy? Ui, Ruby 3 thiệt kìa, biết ngay mà. Ôi, ad này xịn nha. Từ đến coi thử kho trái quỷ coi có gì xịn nào. 1
2, 3. Đu, 5 trái kình tròn và 3 trái dragon. Ôi, 3 trái dragon hiện tại là giá trị tầm khoảng 30 triệu Billy đó nha. Thôi từ để review ạc bằng này cái đã, để xem coi là kho trái quỷ vĩnh viễn có gì nha. À, này không có trái rocket luôn, mình nghi ngờ đang không có trái quỷ vĩnh viễn lắm nha. Hi, đu, có trái kitsune luôn nè. Ôi, có trái mammoth, T-Rex vĩnh viễn luôn và bottle nữa. Ạc nào mình cảm thấy có trái kitsune vĩnh viễn này, đó siêu ngon luôn. Như ạc này mua trên shop anh hay gì nè. Em nè, em nè, quê. Em đây hả? Có tập Brave 4 với trái Mochi V2. Thì ạc này anh đánh giá là tầm khoảng 8 trên 10 nha các bạn. Một ạc cũng khá là ngon với nhiều trái quỷ xịn vĩnh viễn. Và đặc biệt hơn đó chính là có trái Kitsune nữa. Mình rất thích trái này nha. Anh đánh giá ạc này 7 trên 10, có 70 triệu Billy luôn. Rồi, một tin chấn động nha nè Phúc. Gì? Em biết ạc này trị giá bao nhiêu không? Anh Dinh ca 1 triệu. Thì ạc này mới vô mình thấy chỉ có 6 triệu Billy thôi. Nhưng mà bạn này để giá tới 1 triệu thì mình nghĩ là nó sẽ có khá nhiều trái quỷ vĩnh viễn, các bạn hiểu không? Nhưng mà thôi, như thường lệ thì mình sẽ kiểm tra kho đồ trước nha. Trời, con ạc này kho đồ kiếm nhìn vô phế dữ vậy ta. Rồi, bây giờ mà trái quỷ không xịn là anh sẽ trừ điểm đó nha. Hi. Cũng không có trái xịn lắm ta. Chứ tập trung vô trái quỷ vĩnh viễn á. Ờ, anh hơi thất vọng về ạc này nha, chỉ có 1 trái thôi. Rồi, mình nghĩ là cái trái quỷ vĩnh viễn nó sẽ gỡ lại cho ạc này nha, tại vì ạc này không để nạp 1 triệu mà không có gì xịn hết. Từ từ nha. Một trái nè, hai trái nè, ba trái nè, bốn trái, năm trái, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Trời, wow, 12 trái quỷ vĩnh viễn mà toàn là trái mắc tiền không chứ. Kitsune, Leopard, Dragon, có Dragon luôn. Ôi, tổng cộng hàng này có 13 trái quỷ vĩnh viễn luôn nha các bạn, tính thêm trái bottle hồi nãy nữa. Gì, gấu trắng xuất hiện luôn hả? Rồi, thì bây giờ mình sẽ dùng trái Dragon này để farm gấu trắng cho các bạn xem nha. Mày ây da, gấu trắng mạnh dữ thần vậy. Ủa sao gấu trắng hồi sinh rồi? Trời ơi, con gấu trắng này mày phải trả giá. Rồi, u ba anh cao to đen hôi quốc kìa. Mày, ui, được lên 3 level luôn. Rồi thì ạc này khá là xịn nha các bạn. Và thậm chí là khi mà mình xài ạc này để vô review nó còn xuất hiện gấu trắng nữa. Nên là mình sẽ cho ạc này 9 điểm. Bởi vì như các bạn thấy đó, kho đồ toàn trái quỷ vĩnh viễn mà còn xịn như thế này thì tại sao không cho 9 điểm đúng không? Còn ạc em thì sao? Ạc. Ủa, anh đang xài ạc của anh mà. Em sẽ cho ạc em 10 điểm, ạc em có full trái quỷ vĩnh viễn. Ok, tiếp theo sẽ đến với con ạc 2 củ rưỡi nha các bạn. Đó chính là con ạc của bạn Form Yamato with Love. Rồi thì đầu tiên mình sẽ đánh giá ạc này là rất là hổ báo nha, coi nè, ghê chưa. Ui mà, tattoo quá trời tattoo rồi. Rồi thì nói chung là cũng khá là hổ báo đó. Nhưng mà Bailey thì chỉ có 483k thôi. Đúng là đi báo không chứ không đi farm các bạn ơi. Và thậm chí là cái kho đồ của bạn này là cái kho đồ mà tệ nhất mà nãy giờ mình thấy luôn á nha. Không có súng, không có kiếm gì hết, không có trái quỷ luôn. Vậy sao hàng này xứng đáng là 2,5 triệu ta? Anh nghĩ thì là do cái shop kho trái quỷ vĩnh viễn đó nha. Để kéo xuống dưới thử coi có trái gì đây. Mày, đu. Wow, thì ra là vậy. Bạn này là kiểu người chơi xài trái quỷ thôi các bạn, đâu cần súng kiếm gì đâu, chỉ cần trái quỷ và melee là ok rồi. Ôi, mấy trái quỷ xịn thì cũng có kha khá nha. Đu. Thì ác của bạn này mặc dù là cái kho đồ bình thường khá là cù bắp, tuy nhiên thì cái kho đồ trái quỷ vĩnh viễn phải gọi là bắn tùm lum luôn nha. Nhưng mà mình không biết tại sao kho đồ xịn vậy mà không đi săn bounty các bạn. Rồi, thì do là ác bạn này không có nhiều trái quỷ xịn nên là mình sẽ random cho bạn này một trái quỷ tầm kitsune đi các bạn. Ok, kitsune nha. Đu, thiệt luôn nè. Ôi, phải cái trưởng thiệt cái chứ. Rồi, bạn xin trái quỷ kìa anh là anh ơi. Trời, đù. À, gì đây, gì đây. Kiếm mối hả? Mày kiếm chuyện với anh hả Phúc? Trời, gì ghê vậy, combo ghê vậy. Trời ơi, xài trái đó mà đòi. Trời, BBB. Xài trái đó mà đòi BBB. Dạ, từ thôi, anh gấp quá à. Từ từ là sao? Cái Kitsune đánh tầm gần khó quá. Không thấy đường bắn em luôn á. Rồi, trúng rồi kìa. Chết. Ai quỳ xuống. Phải chịu vậy chứ chạy. Quỳ xuống. Em chấp anh cái tập V4 đó luôn á, coi như là em đánh lén lúc đầu thì em sai đi. Ai rồi, cút rồi. Bye bye. Dạ. Dạ, quên nữa. Chứ không phải chắc quỷ đâu, em chấp. Ôi, anh á. Thằng kia nó bay vô cái vòng của anh nó chết luôn. What the fuck? Ok, thì mình đánh giá này tầm khoảng 8 điểm nha các bạn. Cái số Belly thì phải gọi là siêu ít luôn. Chắc không phải tại vì nãy anh random. Anh random luôn mọi người. Thì đến với con ạc ba cũ trong Blockfoot. Thì đầu tiên nó đánh giá cái ạc của bạn này, mình thấy avatar khá là bá đạo nha, kiểu như siêu nhân nha các bạn. Tuy nhiên thì ạc bạn này có tới 23 triệu Billy luôn nha. Lần đầu tiên thấy 23 triệu Billy nhiều vậy luôn á. Nãy giờ review ạc không có Billy gì hết trơn. Rồi, đương nhiên rồi, thì ạc này có giá trị 3 triệu nên là kho vũ khí phải siêu xịn luôn. À, cũng xịn. Mặc dù không nâng cấp nhiều nhưng mà cũng xịn. Kho trái quỷ lưu trữ được tới 5 trái hơn nè, và có 3 trái rồng luôn. Nhớ bữa trước có ạc nào mà mười mấy trái quỷ không luôn á, nhớ không? Cũng gọi là tạm được các bạn ơi. Và
Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ đến với phần quan trọng nhất. Trái ác quỷ vĩnh viễn nhiều trái cây hơn. Ôi mà bạn này có nhiều trái quỷ vĩnh viễn mà tại sao lại xài trái băng ta? Trời, ác 3 triệu mà chỉ có trái leo bát với lại trái kitsune thôi hả? Ôi trái quỷ vĩnh viễn ạc này hơi ít nha các bạn. Ôi nếu như mà ạc này mà 3 triệu thì mình nghĩ cũng không xịn lắm đâu, tại trái quỷ hơi ít. Nên mình nghĩ ạc này cũng không ngon cho lắm ha. Mình sẽ cho tầm 6 điểm. Thì ạc tiếp theo đó chính là ạc của bạn Dan Momoril với avatar khá là trời, có cái cô block mới luôn kìa. What the hell? Dạo mà đẹp gái nữa các bạn. Có cái này gì là dạo lắm đó nha, 29.000 Billy. Uầy, 29.000 cơ bớt. Trời đất ơi, ạc này nhìn xịn sò vãi cái trường. Má chung mồm bao ti, trời đất ơi. Trời đất ơi, 447 triệu Billy. Trời ơi. Thì ạc này mặc dù mình chưa review gì hết nhưng mà mình đã cảm thấy nó khoảng 8-9 điểm rồi đó nha. Nếu bây giờ mình mở kho đồ lên mà nó full kiếm enchant thì mình sẽ cho nó 10 điểm luôn. Tu quầy, What the hell. Không thiếu một món gì luôn các bạn. Rồi, nếu mấy bạn xịn xịn vậy thường thường sẽ có trái kitsune trong gương luôn á, tin không? Trời ơi. Hai trái luôn chứ mà một trái luôn. Hai chiếc kitsune luôn. Ôi ôi, ạc này nặng ký các bạn ơi, giàu vãi. Để mình xem kho trái quỷ vĩnh viễn xem sao nha. Ai có khi nào full trái quỷ không các bạn? Có khi nào full trái quỷ không các bạn? Full trái quỷ thiệt kìa. Oh my god, thiếu có một hai trái cùi cùi thôi các bạn. Thiếu một hai trái cùi thôi, còn mấy trái quỷ xịn thì coi như là full hết luôn. Tầm khoảng 30 trái quỷ vĩnh viễn nha các bạn. What tờ heo, sao em muốn BBB dạng này không? Kiểu chắc đó. Chắc anh nghĩ anh ác xịn cái này em chết luôn á. Sao em sẵn sàng chưa? Mày lụm. Mày. Ai à, đâm dữ vậy sếp. Mày. Ai à. Sao chịu nổi không? Mày lên đây. Ôi. Ui. Trời khùng. Khùng hay khùng? Em với ai? Em với ai? Anh nói là em mà phải không? Làm gì vậy? Bye. Mày láo. Né hộ. Chạy hộ. Rồi, lụm rồi đó. Là chết rồi đó. Chết, chém hỏi à. Là chết rồi đó chứ gì nữa. Mày chết. Chạy hộ. Má này. Trời, xong xuống nước. Dạ. Bạn con nó chạy kìa. Chém hỏi à. Má cây quá. Hay, thì nói chung mạng này vẫn 10 điểm nha các bạn. Nhưng mà còn với đắt thì mình chấm nó 1 điểm thôi. Chơi game mà chạy.